Xin chào các bạn đến với khoa học lập trình các cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 30 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt một cái nút in gọi là Editor. Thì cái nút in này sẽ hỗ trợ ông ta cái việc mà check format code. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về cái nút in này. Rồi, quay lại cái công cụ VS Code của tôi. Thì như ở bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái nút in End in Extension. Thì ngoài cái cách là chúng ta nên Google chúng ta search cái nút in thì còn một cách khác để chúng ta cài đặt. Thì chúng ta có thể vô cái phần extension này, thì ở bên trái của cái công cụ VS Code ấy, thì nó có cái phần extension này, thì các bạn click vô phần này. Tiếp theo thì ở trong này thì nó có một cái ô gọi là ô tìm kiếm, ô search này, thì các bạn phải nhập cái nút in mà các bạn muốn cài đặt vô và các bạn search. Thì ví dụ trong hôm nay tôi sẽ đi search cái nút in Rittier chẳng hạn, tôi sẽ search là Rittier. Thì ở đây thì nó có một cái nút in gọi là Rittier Code Connector, thì tôi sẽ đi cài đặt cái nút in này để mà sử dụng. Thì tôi sẽ click vô install để cài đặt này. Rồi, nó đã cài đặt xong. Đó, thì bây giờ tôi sẽ có thêm một cái nút in gọi là Rittier Code Connector. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là cần fix để mà sử dụng được cái nút in này. Thì tôi sẽ đi vô cái mục gọi là cái icon setting ở đây này. Đó, cái phần menu này. Tôi click cho cái phần icon biểu tượng setting ở đây này. Rồi tôi click cho setting này. Thì ở trong cái mục setting này thì các bạn thấy là ở đây thì nó có hai cái tab là user và workbench. Thì ví dụ như nếu mà các bạn chọn vô workbench chẳng hạn như tôi sẽ search ở trên này là cái format onsite, thì tôi sẽ click vô cái tùy chọn format onsite này, và các bạn để ý là trong cái folder source code của tôi thì ở đây thì nó có tạo ra một cái folder .vs code. Thì đây là cái file config mà nó tạo ra cho tôi. Thì ý nghĩa của cái tùy chọn là format onsite này, khi mà chúng ta click vào save một cái file nào đó thì tự động thì thằng VS Code nó sẽ tự động format lại cho cái file đó. Và ý nghĩa của cái tab khi mà click vô workspace này thì tức là mấy cái config của tôi thì nó sẽ apply cho cái project mà có cái config này thôi. Còn nếu mà tôi chọn vô cái tùy chọn user ấy, thì nó sẽ apply cho tất cả các project. Thì tôi khuyên là các bạn nên chọn vô cái tùy chọn là user này. Thì bây giờ tôi sẽ chọn lại vô cái tab user này. Rồi còn cái folder.vs code này thì tôi sẽ xóa đi này. Rồi theo bây giờ tôi nick lại cái tùy chọn format onsite này. Thì nếu mà các bạn chọn cho cái tab user này và các bạn nick cho cái tùy chọn format onsite này thì bên này thì nó sẽ không sinh ra cho tôi là cái folder.vs code nữa. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cần fix cho cái thằng default formatter. Thì tôi sẽ search ở trên này là default format. Thì ở đây thì nó có cái phần default formatter này. Thì các bạn sẽ cần fix lại cho tôi là sử dụng cái Rittier Code Formatter. Đây, thì ở đây thì nó có cái Rittier Code Formatter này. Rồi tiếp theo thì để sử dụng được cái nút in admin và Rittier thì tôi cần phải cài đặt cho nó một số cái dev dependency. Thì bây giờ tôi sẽ đi cài đặt như sau. Thì chẳng hạn như tôi sẽ cài đặt cho cái project demo first project này. Thì tôi sẽ cd do cái demo first project. Rồi theo thì tôi sẽ có định dạng editor và mấy cái admin để mà cài đặt mấy cái dev dependency cho cái folder demo first project này. Thì tôi có định dạng editor. Rồi theo là admin. Rồi theo là gạch ngang nút ghi này. Rồi gạch ngang editor. Rồi theo thì tôi sẽ có cái admin gạch ngang config. Rồi theo gạch ngang Rittier. Rồi theo là gạch ngang D này. Đó, thì tôi sẽ đi cài đặt một số cái nút in là Rittier rồi. Admin nút in Rittier rồi admin config Rittier thì tôi sẽ đi cài đặt mấy cái dev dependency này cho cái project là demo first project của tôi này. Rồi theo bây giờ tôi nhấn Enter để nó cài đặt này. Rồi theo chẳng hạn như trong cái file package.json của tôi này thì hiện giờ nó như vậy này. Đó thì nó đã cài đặt xong này. Và đây thì bây giờ nó phát sinh cho tôi một cái phần gọi là dev dependency này. Thì nó có một số cái dev dependency như là admin config Rittier này, admin nút in Rittier này, rồi Rittier này. Đó thì tôi cần phải cài đặt một số cái dev dependency này. Rồi theo thì tôi cần đi update lại một số cái script cho nó ở trên này. Thì tôi sẽ có một số cái script như sau. Đây tôi sẽ có một số cái script ở đây. Tôi sẽ copy vô này. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn ý nghĩa của mấy cái script như là nin này, nin 2 chấm fix rồi Rittier này, Rittier 2 chấm fix này. Thì ý nghĩa của mấy cái
JavaScript này nè, khi chúng ta gõ mấy cái lệnh như là Janin này, Janin 2.fix này, hoặc là Janitor này, hoặc là Janitor 2.fix ấy, thì cái thằng VS Code nó sẽ tự động format lại cái source code của chúng ta theo mấy cái config mà chúng ta cần fix cho cái source code này. Rồi, file package.json thì tôi sẽ đi vào save này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn tạo ra một số cái file config để mà config mấy cái liên quan đến cái format code cho cái project là demo first project của tôi. Thì đầu tiên tôi sẽ tạo ra cái file là .tr.rc này. Rồi tiếp theo tôi sẽ quay lại trình duyệt và tôi sẽ vô cái trang là .tr.io này. Rồi theo tôi nick cho try it online này. Rồi sau khi các bạn nick cho try it online thì nó sẽ hiện lên một cái chiếc trang gọi là trang playdown này. Thì ở đây thì nó sẽ có 3 mục. Thì cái phần ở bên trái màn hình này thì đây là cái những cái phần liên quan đến mấy cái config về format code này. Rồi cái phần ở giữa là cái source code hiện tại này. Rồi theo là cái phần ở bên phải này. Thì cái phần bên phải này thì nó là mấy cái code sau khi được format theo mấy cái rule mà chúng ta đã define ở bên trái màn hình này. Rồi tiếp theo chẳng hạn như tôi hướng dẫn các bạn tạo ra mấy cái config cho cái đồ Z của tôi này. Thì chẳng hạn như ở đây thì có cái request này. Thì chẳng hạn như tôi sửa lại chỗ này thành 120 chẳng hạn. Thì chẳng hạn như các bạn sau khi các bạn sửa thành 120 thì các bạn để ý là mấy cái code của chúng ta bên này nó đã chỉnh lại này. 120 đây tức là một cái dòng code ấy, thì nó sẽ có được có thể viết được 120 ký tự này. Rồi theo thì ở đây thì nó có cái tự chọn là single code này. Thì ở đây thì các bạn để ý là nó có cái dấu nháy kép như vậy. Thì chẳng hạn như tôi sẽ tích cho cái tự chọn là single câu này. Các bạn thấy là nó sẽ chuyển về cho tôi là cái dấu nháy đơn như vậy. Đó. Rồi các bạn có thể tìm hiểu về mấy cái rule liên quan đến mấy cái format code ở bên phải màn hình này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tùy chỉnh lại mấy cái style như cái mong muốn của các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ nick vô cái button copy configuration ở đây này. Để tôi copy mấy cái config về và tôi sử dụng. Rồi theo tôi sẽ quay lại VS Code này. À, tôi sẽ pass mấy cái config của tôi vô trong cái file .tr.rc này. Thì đây là những cái config liên quan đến cái format code của tôi cho cái đồ Z của tôi ở đây. Rồi theo tôi nick cho save này. Thì ngoài ra thì tôi có thể tạo ra thêm một cái file gọi là .tr.ignore. Để trong trường hợp mà chẳng hạn như có một cái file nào đó mà tôi muốn ignore chẳng hạn. Thì tôi sẽ đi liệt kê nó vô trong cái file .tr.ignore. Tôi sẽ lưu một cái file là .tr.ignore. Thì chẳng hạn như tôi sẽ ignore mấy cái file như là report vector này. Thì tôi sẽ liệt kê cái file report vector.js vào trong cái file .tr.ignore này. Thì tôi sẽ đi cho cái folder src này. Rồi theo là cái tên file của tôi là report vector này. Rồi theo thì tôi sẽ ignore cho cái file là setup test.js này nữa này. Đó, thì trong trường hợp mà nếu mà các bạn muốn một cái file nào đó mà các bạn ignore, các bạn không muốn nó apply mấy cái rule ở trong cái file .tr.rc này thì các bạn hãy liệt kê nó cho đây. Rồi theo bây giờ tôi nick cho save này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi tạo ra một cái file nữa là cái file .enin.rc. Thì ở trong cái file .enin.rc này tôi cũng sẽ có một số cái config liên quan đến mấy cái rule liên quan đến format code. Đó, thì tôi sẽ config một số cái rule cho nó như sau. Thì tôi sẽ copy một số cái config để mà sử dụng mấy cái rule của .tr thì tôi sẽ copy ở đây này. Và tôi sẽ quay lại cái file .enin.rc, tôi sẽ bỏ nó vô như vậy. Tiếp theo thì để mà config mấy cái rule, mấy cái policy liên quan đến format code thì tôi sẽ config ở trong cái phần .tr này. Thì chẳng hạn như trong trường hợp mà nó vi phạm mấy cái rule của tôi ấy, thì tôi sẽ cho nó là warning. Tức là tôi sẽ cho nó cảnh báo lên. Đó, thì tôi sẽ có cái warning vậy. Rồi theo thì tôi sẽ có một số cái config thì tôi sẽ đi copy mấy cái config ở bên cái file .tr.rc này qua này. Đó thì tôi sẽ copy mấy cái config của thằng admin qua như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ nick vô save này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn là run một số lệnh để mà thực hiện cái việc mà check format code chẳng hạn. Thì ở trong cái file package.json thì tôi đang hướng dẫn các bạn config một số cái tip như là nin fix rồi ditr này. Thì bây giờ chẳng hạn thì tôi sẽ có mấy cái lệnh janin để nó thực hiện check format code chẳng hạn. Thì tôi sẽ gõ janin này. Rồi tôi sẽ nhấn enter để nó chạy và nó check format code cho tôi.
thì nó báo là không có cái error nào này. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ có lệnh genditor, thì tôi sẽ có lệnh genditor để kiểm tra xem là cái source code của tôi nó có bị cái lỗi liên quan đến format code hay không này. Thì nó báo là tôi có lỗi ở 11 file này. Đó, thì nó có các issue ở 11 file này. Thì ví dụ chẳng hạn như là cái file app.js này, tôi mở đây này. Đó thì cái admin và cái editor thì nó warning cho tôi như vậy này. Đó thì nó warning lên này. Thì chẳng hạn như bây giờ để mà fix được mấy cái issue này thì tôi sẽ có lệnh gen editor 2.fix chẳng hạn. Đó thì để mà sửa lại mấy cái format code theo mấy cái rule mà tôi đã define ở trong mấy cái file như là editor.rc này hoặc là cái file endin.rc thì tôi sẽ có lệnh là gen editor 2.fix để nó fix lại cho tôi này. Tiếp theo tôi nhấn enter để nó chạy này. Đó thì các bạn thấy là đã chạy xong rồi này. Và quay lại cái file app.js này thì các bạn thấy là nó đã chỉnh sửa lại cái mấy cái format code cho tôi này. Chẳng hạn như mấy cái trong cái đơn thì bây giờ các bạn thấy là nó đã sửa lại thành giống nháy kép cho tôi như vậy này. Rồi tiếp theo chẳng hạn như tôi sẽ chạy lại cái lệnh gen editor này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là không còn cái lỗi format code nào nó cảnh báo nữa rồi này. Nếu mà các bạn muốn thằng admin nó ignore một số cái file nào đó mà tương tự thì các bạn phải tạo ra cái file gọi là .admin ignore để nó ignore mấy cái file mà các bạn không muốn nó check format code ấy, thì các bạn phải tạo ra cái file gọi là .admin ignore này. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra cái file là admin ignore này. Thì chẳng hạn như ví dụ tôi muốn ignore hai cái file là report web victor và setup test thì chẳng hạn như tôi cũng sẽ copy ở bên cái file detail ignore này qua này. Và tôi sẽ bỏ vô cái file chấm ignore như vậy. Đó. Rồi cái vô save này. Đó thì tương tự thì nếu mà các bạn muốn ignore một cái file nào khác thì chẳng hạn các bạn có thể liệt kê nó vô đây để nó ignore cái phần check format code để cho chúng ta. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái nút in là Writer và tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn tạo ra mấy cái file cần fix liên quan đến Writer và liên quan đến admin. Đó, thì đây là hai cái nút in liên quan đến cái phần gọi là check format code. Đó thì các bạn thể tìm hiểu và các bạn cài đặt cho trong cái project của các bạn. Thì chẳng hạn như là hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt cho cái project là demo first project. Thì mấy cái project khác thì các bạn thể copy luôn mấy cái file như là Writer, Writer ignore rồi admin. Admin.rc rồi admin ignore qua mấy cái project khác và các bạn cũng tương tự thì các bạn cũng cài đặt mấy cái dependency rồi các bạn copy mấy cái config liên quan đến cái script này này qua và các bạn sử dụng. Thì hôm nay thì là cái buổi cuối cùng của khóa học lập trình front-end với này React.js cơ bản. Thì ngoài ra thì tôi còn có một cái khóa học lập trình React khác là lập trình React.js trên sông với lại Bootstrap, Material UI, Docker và DevTools AI. Thì các bạn hãy vô cái trang học lập trình online.net của tôi và tìm hiểu về cái khóa học này. Rồi ngoài ra thì cái khóa học này tôi cũng đã update lên cái trang Udemy. Đây. Thì ở trên Udemy ấy, thì tôi có một cái khóa học là khóa học React JS chuyên sâu với lại Bootstrap Master UI này. Thì tôi cũng upload cái khóa học chuyên sâu này lên Udemy. Thì nếu mà các bạn nào muốn học chuyên sâu hơn về React thì các bạn có thể đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì trong khóa học này tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn chuyên sâu hơn về React. Tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn ví dụ như là tích hợp một số cái thư viện làm UI phổ biến nhất hiện nay như là Bootstrap này, Master UI này. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn tích hợp một số cái thư viện nâng cao hơn như là về Redux này. Đó, hoặc là tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là một số cái tính năng mới như là React Hook này, vân vân này. Đó thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.